Xin chào toàn thể quý anh em nghệ nhân nha. Và lời đầu tiên xin chào Hiệp gửi lời chúc sức khỏe, lời chào đến toàn thể anh em nghệ nhân vừa thời gian qua đã ủng hộ kênh cũng như anh em nghệ nhân đang xem video này của Hiệp. Và video này của Hiệp thì hôm nay Hiệp sẽ công bố cái giải thưởng cho những cái bàn vừa rồi trên mini game chương trình tri ân 10k sub của kênh Hiệp Đồng Nai nhé. Và các bạn phải nhớ tờ tiền này đúng không? Tờ tiền mình được đã che hai con số cuối của tờ tiền này. Và hôm nay mình sẽ công bố hai con số cuối này. Bạn nào trúng thì vui lòng nhắn tin cho mình chụp lại hình ảnh dự đoán của các bạn hợp lệ nhé. Hình dự đoán của các bạn hợp lệ là không được chỉnh sửa. Và chính xác hai con số cuối này cùng với một hình ảnh nữa là đã đăng ký kênh của Hiệp, gửi vào Zalo 0934170190 nhé, để nhận thưởng. Và mình đã xem qua các bình luận của anh em trong video dự đoán và mình thấy có 8 bạn là dự đoán chính xác, nhưng trong đó có 7 bạn là hợp lệ, còn một bạn là dự đoán không hợp lệ thì bạn đấy sẽ không được. Còn bạn nào hợp lệ thì mình sẽ công bố đằng những hình ảnh đằng sau video này luôn, mình sẽ nối tiếp sau video này có những hình ảnh thì các bạn có thể xem qua những bạn đó nhé. Và phần quà thì như mình đã nói, thì phần quà thì mình gửi tặng cho các bạn trúng giải là một bàn một cân cám New Hiệp Đồng Nai thì giá 400.000 và một gói khoáng vitamin canxi thì giá 100.000 cho anh em có thể bổ sung trong cái quá trình thai long sắp tới của các chú chim của anh em nhé. Và quà thì không có thể quy đổi bằng tiền mặt vì đây là một trò chơi mà tính giải trí tinh thần mà Hiệp muốn tri ân tới những anh em đã đồng hành cùng kênh Hiệp Đồng Nai, chứ không phải là một trò chơi đỏ đen mà quy đổi ra tiền, nên anh em không có quy đổi ra tiền nha anh em. Và những anh em nào trúng thì Hiệp sẽ ship cho ngày mai luôn giải thưởng cho anh em. Và bữa trước mình có nói là 20 giải thưởng thì bây giờ hôm nay có 7 giải thì còn 13 giải chưa trúng, thì 13 giải này mình sẽ chơi trận sau cho nó hết giải thưởng luôn, chứ mình không có giữ lại nha. Và bây giờ mình sẽ công bố hai con số cuối này, anh em theo dõi nhé. Mình lột đây. Và hai con số cuối này là số 32 nha anh em. 32, đây con số 32. Và tờ tiền này thì series của nó thì chắc anh em nhớ rồi đúng không? Series mình có đọc qua bên ấy rồi, là đây series của nó là CZ173194. Số cuối là 32 nha. Thì trong video vừa rồi thì mình cũng có đọc cái tờ series này luôn, thì tiền này nó không lệch vào đâu được, nó vẫn còn băng keo đây, băng keo nó còn dính tay đây. Thì 7 bàn trúng này mình sẽ liên hệ với các bạn và mình sẽ trực tiếp gửi quà cho các bạn nha, như những gì mà mình đã nói ở video trước. Và nhân đây cũng cảm ơn toàn thể anh em và nhân đã tham gia cái game show của mình, cái mini game của mình. Ai cho chúng thì mình chúc các bạn may mắn chúng lần sau nhé. Còn mình chơi là chơi vui vẻ thôi. Mình thấy có một số các bạn vào bình luận là kêu trò chơi trả tiền rồi, thì mình xin gửi đến các bạn đấy, thì nếu như mà các bạn muốn trò chơi nào mắc tiền các bạn đi chỗ khác. Còn đây là mình chỉ chơi vui với anh em thôi, mình cũng chẳng phải giàu có gì để có cái trò chơi mắc tiền cho các bạn. Nên là các bạn không thích thì các bạn đừng có vào kênh của mình. Còn cái kênh là kênh mình là giao lưu giải trí, chia sẻ đam mê cho anh em, chứ không phải là kênh để các bạn vào các bạn tìm những trò chơi lớn trúng lớn thì mình không có nha. Nên các bạn đừng có nói những lời như vậy, tại mình lớn rồi, mình không thích thì thôi mình đừng có xem, mà mình không thích thì thôi mình đừng có vào làm gì. Vào rồi nói những cái lời mang tính chất như vậy thì người ta sẽ nghĩ, những anh em khác người ta đọc cái comment của các bạn thôi, người ta sẽ nghĩ cái tính cách và con người của bạn rồi, chứ không phải đến lượt mình lên tiếng đâu. Và mình xin kết thúc video ở đây và mời các bạn xem những cái bạn trúng thưởng đằng sau nhé. Và sắp qua tuần ngày mai mình tiếp tục game show tiếp theo để cho hết 13 phần quà còn lại cho anh em nhé. Và bạn mình đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi thì chỉ có được 7 bạn trúng thôi, nên là những cái bạn trúng là những bạn không chỉnh sửa và hợp lệ, thì các bạn trúng để liên hệ mình nhé. Và mời các bạn xem qua 7 cái bản trúng hợp lệ này.
Và xin chào các bạn, hẹn các bạn video lần sau nhé.